Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về cái màn hình zin, con máy zin iPhone 6s Plus. Đây là cái iPhone 6s Plus. Mình đã bóc cái màn hình của cái máy ra. Thì anh em lưu ý nhé, với những cái con máy zin thì chúng ta sẽ có cái màn hình, nó có kèm theo cái miếng răng, cái băng dính trắng ở đây. Đây là phần dưới này, và phần bên viền của máy này, nó sẽ gồm có cái hai cái giải băng keo nằm ở hai bên. Khi bóc cái con máy này ra thì anh em để ý thấy là cái phần băng dính một giải màu trắng ấy, nó sẽ nằm từ đây đến chỗ này. Đây, khi bóc ra thì chúng ta sẽ có cái băng dính đây, và cái phần còn lại nó nằm ở phía bên trên viền của cái màn hình. Đấy là với một cái màn zin, máy zin, con máy chưa bị bóc ra bao giờ. Khi chúng ta bóc ra thì cái phần băng dính đen này, nó sẽ vẫn còn nằm dính ở trên cái mền này, dính trên cái khung máy. Và tương tự như vậy thì ở phía cái phần viền trên cũng vậy. Đây, anh em để ý này, đây cũng là cái phần băng dính nhé, băng dính trắng ấy. Đây, nó nằm sát dọc theo cái viền sườn này. Đây cũng vậy này. Đây. Đây là cái phần băng dính trắng, và đây là cái phần băng dính đen. Nó thuộc một dạng băng dính. Thì với những cái dòng máy 6S như này thì nó hạn chế, thực ra thì chống nước thì không hoàn toàn chống nước, nhưng mà nó hạn chế cho chúng ta việc bị nước vào, và chống nước một phần đấy ạ. Đấy là với một cái máy iPhone 6S Plus nguyên bản nguyên zin nhé. Đây là một cái máy nguyên bản nguyên zin này, thì mên của máy ấy, gửi tới anh em cùng xem này. Đây là phần pin, gần như không có một cái tì vết nào cả, không có một dấu vân tay nào hết. Và đây này, đây là phần mềm của máy này, mềm của máy. Đây là cái phần siêu lồng này, chip sáng con luôn. Đây là phần loa này, đây là phần táp benzin này, cũng rung này, cáp chân sạc này, với phần màn hình này. Anh em xem ở trên đây là đã có rất là nhiều video gửi tới anh em về cái phần màn hình này. Đây với đây là cái máy nguyên bản này. Đó. Còn đây là cái phần main này. Đây là phần quỳ này, loa nghe này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, anh em nhớ chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.